Lê Phương và chồng trẻ tranh thủ đi du lịch trước lễ, lên tiếng về việc sinh thêm con. Lê Phương khoe loạt ảnh tình tứ cùng chồng trẻ trong chuyến du lịch trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Vì tính chất công việc, vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên đã tranh thủ đi du lịch trước kỳ nghỉ lễ. Nữ diễn viên khoe trên trang cá nhân loạt khoảnh khắc tình tứ cùng chồng trẻ trong chuyến đi biển và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều khán giả. Tranh thủ rồi vì cây mùa lễ, nữ diễn viên thương con cá trâu đồng chia sẻ. Trong ảnh, Lê Phương diện chiếc đầm cúp ngực màu hồng trẻ trung bên ngoài khoác áo khéo tránh cái nắng gay gắt khi đi biển nếu như những chuyến du lịch trước đây vợ chồng lê phương thường dẫn theo hai con thì lần này dường như cả hai tranh thủ đánh lẽ để hâm nóng tình cảm lê phương được nhiều khán giả khen ngợi trẻ trung gặp đúng người đàn ông tử tế để yêu dù bận biểu với lịch trình đóng phim diễn ở sân khấu kịch dạy về diễn xuất nhưng lê phương tranh thủ thu xếp công việc để có chuyến đi biển lãng mạn bên chồng bên dưới bài đăng có bình luận trêu vợ chồng sao chuyến đi này sẽ có thêm thành viên nhí ra đời đáp lại nữ diễn viên đã phủ nhận hôn nga chị lê phương phủ nhận chuyện sinh thêm con khi có khán giả trừ chuyến này về là bông có em ngoài ra nhiều khán giả còn để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài tràn rỡ của lê phương cho rằng cô gặp đúng người để yêu nên ngày càng trẻ trung yêu đời sau thăng trầm trong quá khứ hiện nữ diễn viên quê trà vinh đang viên mãn bên người chồng kém 7 tuổi và hai con gần đây vợ chồng lê phương đã kỷ niệm 8 năm yêu nhau và nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương tái hôn với Trung Kiên vào năm 2017. Chuyện tình của cả hai từng thu hút dân tình quan tâm vì nữ diễn viên lớn hơn Trung Kiên 7 tuổi. Cuối tháng 8 năm 2019, đôi vợ chồng chào đón con gái ra đời, trùng với sinh nhật của nữ diễn viên. Hôn nhân viên mãn của Lê Phương và Trung Kiên